Toyota Veloz Cross là mẫu xe tân binh trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam, khi có lần đầu trình diện Việt Nam vào tháng 3 năm và nhanh chóng được người dùng yêu thích nhờ thiết kế mới mẻ, đặc biệt khoang nội thất thực dụng. Thời điểm năm ngoái, nhu cầu của người dùng lớn nên Toyota Veloz Cross nhập khẩu không đáp ứng được số lượng và nhiều người phải chấp nhận mua tranh giá mới nhận được xe. Theo đó, người dùng phải bỏ ra đến 50 triệu để mua kèm phụ kiện khi mua xe Toyota Veloz Cross. Năm 2022, khách hàng mua xe Toyota Veloz Cross ở Việt Nam khá bức xúc khi phải bỏ thêm 50 triệu để mua lạc do là xe nhập khẩu, nên nguồn hàng khan hiếm. Lúc đó, giá lăn bánh Toyota Veloz Cross top cao cấp nhất ở Hà Nội là 804 triệu. Sau một năm, Giá xe Toyota Veloz Cross Top cũ đang được người dùng bán lại với chỉ 639 triệu tức rẻ hơn 165 triệu so với số tiền phải bỏ ra để lăn bánh xe vào năm 2022. Chiếc xe Toyota Veloz Cross đã chạy được gần 40.000 km. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn chưa thỏa mãn người dùng khi sau một tháng giao bán, chiếc Toyota Veloz Cross Top vẫn chưa tìm thấy chủ mới. Do đó, Toyota Veloz Cross Top hiện đã giảm xuống chỉ còn 600 triệu tức giảm 39 triệu. Như vậy, chủ cũ Toyota Veloz Cross Top đã lỗ 204 triệu và đây là mức khấu hao khá cao với một chiếc xe Toyota ở phân khúc 7 chỗ chỉ sau một năm lăn bánh. Toyota Veloz Cross Top 2022 là phiên bản cao cấp nhất với những trang bị hiện đại. Chiếc xe MPV 7 chỗ này hướng đến gia đình nên được trang bị nhiều tính năng, ngoại hình trẻ trung. Xe sở hữu hệ thống đèn pha LED, bộ mâm 17 in, đèn hậu LED chạy ngang khoang hành lý là những điểm nổi bật của Veloz Cross Top. Bên trong khoang lái, Toyota Veloz Cross Top được trang bị màn hình giải trí 9 in, điều hòa tự động, nút bấm khởi động, phanh tay điện tử giữ phanh tự động, ghế da. Toyota Veloz Cross Top có gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense TSS. Toyota Veloz Cross 2022 sử dụng khối động cơ xăng dung tích 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng giúp tạo ra công suất 105 mã lực kết nối với hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước.